Con thì chị sợ bạn gái đọc hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi, tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Rồi. Mét 33 hơi thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ được chưa gây lộn với ông nha, nha ông mới mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao con, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay cho bạn cười hoài đúng không? Cứ chọc là cười thôi. Mời nhà trai. Rồi mời anh trai. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân cùng bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quỳnh Linh với cả chú luôn, chú luôn không phải gì phải anh cả. Dạ vâng, chú luôn, chú Quỳnh Linh và bạn nam ở bên kia. Con tên là Phương Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sống, con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó, đang làm cái gì vậy con? Dạ con đang là nhân viên marketing. Em trai, bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu điểm mạnh của mình là gì. Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định, khách khứa rồi công việc có khi buổi tối là mình không được về nhà, mình đi thì nhiều khi ví dụ như có bạn gái hay có gia đình thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng. Về sở trường á, điểm mạnh thì con có thể nấu cơm, nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, rồi nhà gái. Con mình giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Còn về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hơi khó chịu. Nếu như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi với con gái lớn cô, con bé Xí Ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Nhưng mà nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu không cười coi. Nó giống Xí Ngầu á Linh. Nhìn quạo quá đó. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười hoài cách cũng hơi cười hoài đi. Bây giờ thế này nè, mình có mấy mối tình rồi. Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình rồi? Dạ, con khoảng 4-5 mối tình. Chà cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Chết được luôn. Rồi sao chia tay 4-5 mối đó? Dạ nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xa. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Mối ít nhất là ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều rồi nha, vậy là yêu nhau cũng lâu lắm mà. Yêu sớm á, yêu sớm chứ. Rồi bây giờ mình muốn có một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi.
ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền lành, ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền thôi, không? Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp. Chào con. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ được chưa gây lộn với ông nha. Nha ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi, hỏi ký người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh con. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Thì hôm nay thật sự là rất là bất ngờ mà khi Cương gọi để đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thấy tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là mình hỏi bạn gái chút xíu, nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok Cương, anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi. Và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe hoa như thế này thì thấy rất là hợp luôn. Về cả ngoại hình rồi cả cách nói chuyện, chỉ mong rằng là sau khi bức rèm được vén lên thì có thể là sẽ hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mà các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Dạ, tốt rồi. Cảm ơn. Mở rào. Bắt đầu đi Cương. Mình tặng quà đi con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Em chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời cái này tặng là vậy? Tặng quà phủ đầu mà. Dạ. Em sợ, có thấy lạnh không? À có anh. Em đoán được cái gì rồi chị? Em nghĩ là kem. Chụp, chính xác. Cái này là quả cầu. Nè, nó cui te chưa nè. Có một người hai đứa sẽ như vậy. Một người con trai, một người con gái. Dạ. Đây, anh có thể mở cái cuốn sổ này ra. Nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Rất là hay, rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok. Mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này khi gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh, hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới còn càng muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Không? Linh, hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như
cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc, cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, tối có khi là 10 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Và anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Biết đâu được đấy, sẽ có một ngày nào đó ta làm 5 rưỡi là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? À, anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi, anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó, anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á, thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi, và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ và... như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì á, mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm. Chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ. Đó, thì anh cũng chia sẻ thẳng. Em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính. Nên là lúc trước là em hay bị phản bội á, là cũng vì cái lý do là em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa. Cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được. Người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không? Có thể cô còn ghê hơn mình, thì mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này, và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, còn... để chúng ta thử trao nhau cảm xúc, xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, bạn gái, hát một câu rồi nó đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây. Dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi, ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi. Rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? À, chúng mình gặp nhau nó là cái duyên. Còn đến với nhau được hay không, nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Ok. Rồi, cảm ơn. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. Hai, ba, bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ, nói vậy sống thôi, và làm việc theo pháp luật nghe. Tao chưa nói gì hết mà vẫn tưởng nó ngại. Anh xin lên nha.
Mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh và chào bạn Nam. Chào quý vị khán giả. Con tên là Ngô Thị Xuân Yến, con năm nay là 30 tuổi. Con đến từ Vĩnh Long. Hiện tại công việc của con là nhân viên kế toán. Con cũng làm ở Vĩnh Long luôn. Dạ, ở Vĩnh Long luôn hả? Dạ đúng rồi. Mời nhà trai đi. Chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào các quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Toàn, hiện làm nhân viên của một cửa hàng cắt cảnh. Buổi tối thì có những người mà như có đặt thêm bánh thì em sẽ làm thêm. Hiện sống ở đâu? Làm ở quận 5. Quận 5, quê ở quận 5 luôn hay là? Quê ở quận 4. Quê quận 4 làm quận 5. Lần đầu tiên là chú nghe vậy đó. Thôi bây giờ con giới thiệu đi. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh yếu. Điểm yếu là con hay nóng tính. Từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm tĩnh nó lại. Tập võ là điềm tĩnh rồi, đúng rồi đó. Còn điểm mạnh thì thể thao, năng động rồi vui vẻ hòa đồng. Trước đây con có chơi bên taekwondo, đá banh với lại điền kinh. Đó là môn nào cũng có huy chương hết. Tốt quá. Con giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh con là vui vẻ, hay tạo tiếng cười cho mọi người. Suy nghĩ độc lập với con thích đi chơi, đi phượt có cô. Đi phượt. Dạ đúng rồi. Điểm yếu của con là cọc với hay nóng tính. Chết cha, hai đứa cùng nóng hết coi bộ mệt mỏi à nha. Với lại con rất thích nuôi chó. Cuồng chó luôn. Cuồng chó luôn hả? Cái đó điểm mạnh mà. Cô cũng thích nuôi dạ, chó đúng nữa rồi. Sẵn giờ con nói luôn đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ con có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc là còn sinh viên, con quen bạn đã được 2 năm. Thời sinh viên bỏ qua đi. Thời mới nhất nè. Mới nhất là cũng lâu rồi cô, 4 năm trước lận. Từ 4 năm trước, quen dạ, mấy rồi. Năm thì thôi. Dạ khoảng 1 năm hả? Lý do? Không có hợp cô, kiểu giống như suy nghĩ mọi người mọi khác. Không có giống nhau. Rồi thôi chia tay luôn. Chia tay luôn. Rồi 4 năm nay ở không vậy đó. Dạ đúng rồi, chứ lại tính cách con đó là suy nghĩ cái gì là suy nghĩ cái gì là phải đúng cái đó. Kiểu giống như là mình không có xác định với người ta thì đừng có làm cho người ta mất thời gian. Đúng rồi. Được thôi đó. Dạ đúng rồi. Không hợp thì thôi chia tay. Con cũng biết trải qua được 3 mối tình gọi là chính thức. 3 mối chính thức luôn á. Dài nhất là mấy năm? 3 mối tình này đều có gọi là cái định mệnh hay sao á. Cứ đúng 2 năm là chia tay. Vậy mối này quen 2 tháng cưới luôn. Cho nó xóa phong thủy đi. Hy vọng là như vậy. Con có thích nuôi chó không? Trời, nhà con đang có một con chihuahua. Cái là cũng có nuôi cũng có thích. Dạ đúng. Chào rồi. Cưng. Dạ còn hợp lý đó. Cũng thích nuôi chó đúng không? Dạ. Con tưởng tượng cái người bạn gái của con sao? Con nghĩa mong muốn như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, nói chung là có quan tâm đến cho nhau. Biết chia sẻ, san sẻ với nhau. Đó là tính cách, còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cỡ 1.5m trở lên là tính 1.6m là được rồi. Con tưởng tượng cái người con gái ngồi bên đây á, là được bao nhiêu phần trăm mà con suy nghĩ? Trong suy nghĩ chắc bên cũng khoảng là 97% rồi. 97 rồi, thôi ông hốt luôn đi. 97 rồi còn gì nữa. Để qua chú coi 9 mấy nha. Để coi 90 mấy, trời ơi, dễ thương. Đó. Bây giờ con muốn tìm một mẫu đàn ông thế nào? Ngoại hình thì cỡ giống như Quân AB vậy chú. Hả? Cái gì? Quân AB. Ca sĩ Quân AB. Hơi tròn tròn, dễ thương. Nam tính. Nam tính tròn tròn dễ thương. Mà tỉ người không tròn thì sao? Dẹp lép được không? Sao nãy giờ con tả mà thấy giống chú Quyền Linh không à? Bạn trai phải là người không có gia trưởng. Tính cách là phải mạnh mẽ, phải là quyết đoán, độc lập. Thí dụ mà con gặp bạn nam nào á, là đầu tiên là phải sạch sẽ. Tóc tay phải gọn gàng, tay chân. Mà con nhìn lần đầu tiên là con vô con nhìn nhìn cái móng tay liền đúng không? Tay với chân chuốt. Con ơi, con thấy sao nè. Đưa tay lên đây chứ coi. Cái tay thôi đó, kìa không có móng luôn, con yên tâm. Cắt không còn một miếng móng nào luôn. Hai đứa được rồi đó, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Con đi với ai nào? Con đi với ai nè? Dạ con đi với em gái. Giống sao y vậy, hai chị em giống y chang vậy trời ạ. Dạ con chào chú Huyền Linh, dạ cô Hồng Vân. Dạ quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ con thấy anh cũng hợp với chị. Nhìn bên ngoài cũng hiền lành. Với lại ngày hôm nay thì ba ở nhà, ba cũng hy vọng là hôm nay, sau ngày hôm nay thì chị cũng có thể là có một mối tình nào đó tiến tới lâu dài. Và là đem bạn trai về giới thiệu với ba đúng không? Ba cũng trông dữ lắm rồi. Trời ơi, dạ. Thương không? Rồi em trai đi với ai? Dạ lúc đầu do có sếp, nhưng mà bữa nay sếp đột xuất đi tỉnh nên không có tham gia. Thôi
hai đứa gặp mặt nhau đi rồi tâm sự đi, mở rào. Bắt đầu đi. Trời đó, con khủng long. Dạ, tại vì mọi người đánh giá em là thô lỗ, cọc cằn, nóng tính. Nhưng mà anh thử tiếp xúc đi rồi anh sẽ thấy nó dễ thương như vậy. Dạ, em thích màu này. Em muốn tặng anh một món quà kỷ niệm vào ngày hôm nay. Cảm ơn em. Anh thì cũng có cái bánh gọi là tâm động của anh làm. À đây, anh cầm này. Bánh là con tự làm luôn hả? Dạ. Con muốn thử không? Con thử đi. Con thử coi có ngon không? Bánh này hồi sáng con mới thèm. Con mới thèm luôn á hả? Trời ơi, ông trời cũng tính sẵn cho con luôn á. Thèm, tự nhiên có trai tặng liền luôn. Vậy là có duyên rồi. Ý trời rồi, con ăn thử liền đi con. Thèm là mình phải hưởng thụ liền. Trời ơi, Linh có thích không? Tôi xin cho một cái nè. Chứ tôi nhìn tôi thấy hấp dẫn dữ lắm luôn á. Thiệt. Không có thích nhưng mà ăn đi còn nhiêu để đó. Dễ gì, bé nó nói sáng nó thèm rồi mà. Con cứ ăn con cảm nhận hả? Con thấy ngon là con khen, mà không ngon là con chê cho cô. Dạ ngon cô. Ngon phải không? À. Ngoài cái bánh á thì anh có thêm một cái món quà, cây son anh tặng cho em. Dạ cảm ơn. Rồi, mua giỏ nó coi cái con. Con nghe mua giỏ con sợ quá. Tại vì tính con nóng lắm. Nhỏ cố gắng, nhỏ thiền, nhỏ làm bánh, nhỏ làm đủ thứ để bớt dằn cái nóng của nhỏ lại. Cái nóng của anh nó là đã từ hồi là thời trẻ bồng bột. Nhưng mà bạn này bạn nói tính bạn nóng dữ lắm luôn. Không sao. Thì lỡ mà bạn nóng quá rồi bạn không, bạn nói nóng quá không nói. Châm ngòi khai quả cho con lên lại cái nóng của con như ngày xưa nữa thì sao? Con bỏ đi. Con bỏ đi ra ngoài khoảng 5-10 phút đó vô nói chuyện tiếp. Con cũng đòi bỏ đi luôn con. Hai đứa bỏ đi luôn hả? Vậy nhà tụi con phải sắm hai cái xe rồi đó. Con biểu diễn võ thuật cho bạn gái coi nào. Mình thử mình thể hiện cái tài cái lẻ của mình đi. Nói chung là mình đá một cái vài cú đá gọi là cơ bản nhất. Cú đá cơ bản nha. Hey. Đây là có huy chương đàng hoàng, nó thế nào ra thế đó. Đó. Đây là những cơ bản nhất của trong Taekwondo. À, giờ con lấy cái bánh, con lấy cái bánh thấy luôn, đá bài cái bánh rồi chú coi thử cô. Bình là nữ hát bài tặng bạn gái hay bạn trai đi, nãy bạn trai múa giỏ rồi đó. Con tính hát cái xác không hồn hết chứ. Cái gì? Cái gì? Con hát bài gì? Cái cái xác không hồn hả? Ủa có cái bài đó hả ta? Có, của Nhật Kim Anh. Có cái bài. Ủa thiệt hả? Đúng rồi. Vậy con hát một đoạn hả Nhật Kim? Ừ, con hát đoạn đi. Anh biết em mà, phải lo cha mẹ cuộc sống ấm em. Đường tình duyên em định buông xuôi giữa dòng đời. Anh chớ đau lòng vì một người như em. Chưa hiểu chưa tròn, tâm thân này đành heo gió bay. Vậy đó hả? Cái xác không hồn vậy đó hả? Chưa vô, chưa. Còn khúc sau nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình đùa chơi vui chút xíu. Bây giờ chúng ta nói về tình yêu đi các bạn. Hẹn hò sao nè? Thì nói chung là một tháng con có thể dành ra được cái tuần nào. Nếu mà được thì anh có thể về với Vĩnh Long mỗi tuần một ngày. Tuần nào anh cũng đi được hết. Mỗi tuần một ngày như là một tháng 4 ngày đó. À, một tháng 4 ngày đó đúng không? Đúng vậy. Được không con? Dạ được cô. Khoảng cách đâu có gọi gì gọi là xa. Nó cũng nằm trong phạm vi của trái đất. Và cũng trong một cái gọi là Việt Nam thôi. Ghê không? Ok, chính xác luôn. Cái quan điểm tình yêu và hôn nhân của hai đứa đi. Để mình hiểu nhau hơn nha. Trong cái quan điểm tình yêu của con thì gọi là biết chia sẻ, lắng nghe cùng nhau, nắm tay cùng nhau đi hết tất cả những gì mà như là đi phượt nè, du lịch đồ. Một người biết chung thủy vậy là được. Còn em thì người đó phải lo có bản lĩnh, phải có sự quyết đoán, không gia trưởng, phải độc lập về suy nghĩ lẫn tài chính. Cái đó là anh có rồi. Với lại là em thì nóng nó, nhưng mà em muốn tìm một người là tính tình phải là nóng hơn. Nóng hơn trái nhà anh ơi. Phải chịu được cái tính của em. Dạ thí dụ tại vì anh mới gặp em thôi là rất là khó, nhưng mà anh
hiểu tính em thì em rất là dễ. Đâu, anh thấy nãy giờ em cũng đâu có gì gọi là khó lắm đâu. Khó lắm anh ơi, khó lắm, vậy, em khó có tính. Vậy em hãy cho mình cơ hội với nhau, sẽ tìm hiểu cái tính khó như thế nào. Thôi, yeah, được rồi, mình để tay đút bấm đi, nãy giờ nói chuyện nhiều lắm rồi. Cho nhau cơ hội hay không là tùy hai đứa. Các bạn hãy nhắm mắt lại, cảm nhận xem đây có phải là người mà mình sẽ hẹn hò hay không. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay nhau nào. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau và chính thức ngày hôm nay mình hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau thật chặt đó. Bây giờ mình nói gì với gia đình hai bên đi, nói chuyện với ba đi kìa. Ba đang ngồi coi truyền hình đó. Thưa hai bác, con sẽ cố gắng cùng em đi hết cái quãng đường còn lại của cuộc đời hai đứa. Hiểu chăm quá. Lo cho hai đứa một cuộc sống gọi là vui vẻ hạnh phúc. Thôi hung đại đi, hung đi. Xin phép em. Rồi nào mọi người ơi, mọi người vỗ tay đi nào. Đó. Xin mời nhà gái. Thầy chào bạn gái, mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào mọi người trong trường quay và chào bạn nam bên đấy. Mình tên là Lê Thị Thu Thủy, đến từ Đồng Nai. Hiện mình đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Thủy năm nay bao nhiêu tuổi? Mình 35 tuổi. Thủy làm gì Thủy ơi? Em làm nhân viên kinh doanh ạ. Nhân kinh doanh. Quê Thủy ở đâu? Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai ạ. Đồng Nai luôn, bây giờ ở đó với ai Thủy? Ở đấy có bố mẹ và các em gái em. À, mời em trai. Em xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan, toàn thể quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Trung Khánh, em sinh năm 1989, em quê ở Quảng Ngãi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng em làm việc ở Bình Dương. Công việc của em là nhân viên vận hành máy, vận hành dây chuyền sản xuất tái chế em bé. Hiện nay em ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Dương. Hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở với ai? Dạ em ở với lại em gái em. Mình ở nhà riêng mình hay là? Dạ ở nhà riêng mình ạ. Ở nhà riêng mình luôn. Dạ. Em gái có gia đình chưa? Dạ em gái em có gia đình rồi. Ở quận mấy em? Dạ em ở quận Thủ Đức ạ. Sơ bộ như vậy, bây giờ chúng ta đến với ưu điểm khuyết điểm đi nhà gái. Điểm mạnh có lẽ là các công việc nội trợ và những việc mà đòi hỏi sự tỉ mỉ của đôi tay. Còn khuyết điểm thì thỉnh thoảng có hay căng thẳng và lo lắng. Và khi mà lo lắng như người khác thì cũng hơi lo lắng quá so với vấn đề thực tế. Căng thẳng quá, tôi thấy sao lên đây ai cũng căng thẳng quá. Chào em gái, thoải mái lên nào. Cười có đồng tiền vui thế, có tật xấu gì không? Dạ nhiều lắm ạ, dạ nhiều lắm ạ. Nhiều thí dụ? Hay ngủ nướng. Không sao, có đâu phải tật xấu đâu. Có việc là phải nhảy rồi, khỏi có nướng gì chừng á. Còn gì nữa không? Dạ vậy thôi. Có vậy thôi hả? Trời ơi, đâu có tật xấu gì đâu. Ưu điểm khuyết điểm của em trai là gì nè? Dạ, ưu điểm khuyết điểm của em là em không biết nhậu, em không biết uống thuốc. Tốt. Em hòa đồng vui vẻ với mọi người, em dễ tiếp xúc với người lạ. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm của em là rụt rè trước đám đông. Với lại đôi lúc mình không biết nhậu, là trong lúc giao tiếp trong công việc mà cần để đến người ta mời là mình uống là sai. Tính em uống vô là em khó chịu lắm, em dễ buồn ngủ. Có mấy mối tình rồi? Tình trường của em thì em đã trải qua một mối tình nhưng mà em đã được đã ly hôn được 3 năm rồi. À, em có vợ rồi, có con chưa? Dạ chưa có con ạ. Cưới nhau mấy năm? Cưới nhau 3 năm, trong thời gian 3 năm chung sống hai vợ chồng không có tiếng nói chung. Nói chung lỗi thì không là do hết, do hai người thôi. Quan trọng là em có biết lỗi gì em trong đó không? Dạ có. Thí dụ đôi lúc thì công việc thì mình về trễ, mình không phụ giúp được trong gia đình. Vợ đôi lúc cũng càm ràm thì có mặt lớn mặt nhỏ thì đôi lúc thì quạo lên đúng không? Phải là xích mích rồi gây lộn đúng không? Dạ. Đó lỗi của mình đúng rồi. Bởi vì mình đi làm về trễ, mình không phụ được gia đình, mình phụ được vợ, vợ càm ràm là đúng. Bây giờ có vợ nè, em cố gắng không đi về trễ, không có nhậu nhẹt về trễ. Nhận ra khuyết điểm là tốt rồi, đúng không? Có sao nói vậy. Nhà gái, thấy bên kia có đời vợ, có ngại không? Dạ không ạ. Vậy thì tình trường của mình như thế nào? Em cũng chạy qua hai mối tình. Lúc em còn là sinh viên năm nhất, lần gần đây nhất là năm 2011. Mối tình đó mấy năm? Dạ một năm ạ. Là tới nay là 10 năm rồi em không yêu ai hết?
Dạ không ạ. Ừ. Sao vậy? Khoảng thời gian đấy thì em cứ đi làm rồi về nhà. Nói chung là cũng có đi uống cà phê này nọ, nhưng mà nó không gọi là mối tình gì cả. Chưa gặp đối tượng đúng không? Dạ. Bây giờ đối tượng của em thế nào là em diễn tả coi. Em cần một người đàn ông biết hướng về gia đình. Hướng về gia đình. Chững chạc, thích con nít. Và nếu có thể bạn ấy hài hước một xíu thì tốt. Căng thẳng quá hả? Bạn ấy nhát đó. Nhát. Lâu quá chưa có tình yêu, hơi nhút nhát xíu hơi đúng không? Hơi rung. Một mẫu hình lý tưởng của em đẹp trai thế nào không? Ngoại hình thì khi gặp thì thấy hợp mắt là được. Hợp mắt là được đúng không? Nãy giờ nhà gái đưa ra tiêu chí vậy, mình thấy mình đáp ứng được nhiêu phần trăm? Dạ, mình đáp ứng được 60-70%. 60 kìa bà mối qua coi coi. Đáp ứng được 60% đó, coi coi được không? Chào nhà trai. Yêu cầu bên nhà gái của chúng tôi đâu có quá khó khăn đâu, mà tại sao nhà trai nghĩ là chỉ đạt được 60%? Em nói thì nói vậy thôi, chứ còn sau này về mới chứng minh thực tế như thế nào. Mình nói khiêm tốn vậy thôi. Chịu. Còn cái tiêu chí một người phụ nữ của nhà trai như thế nào? Đối với em thì người phụ nữ biết thương yêu chồng con là được, biết nấu ăn một chút xíu là được. Nhà bên đây là nữ công gia chánh là hơi giỏi luôn đó. Dịu dàng, nhẹ nhàng, đầm thắm, nết na. Bên đây hiền lành lắm em trai ơi. Dạ. Hiền lành, em gái đi với ai nè? Em đi với đồng nghiệp và em gái. Đồng nghiệp hả, em gái? MC Quyền Linh và xin chào MC Ngọc Lan, thì xin chào tất cả mọi người ở trường quay. Mình là người chị đồng nghiệp của Thủy, làm cùng cơ quan cũng lâu năm nên mình cũng hiểu Thủy rất là nhiều. Thủy dễ thương lắm, rất là tuyệt vời luôn á, công việc làm rồi khéo léo, cẩn thận tỉ mỉ, rất là ok. Thì cũng chưa có thấy hẹn hò gì, thì hôm nay đến với chương trình á thì cũng mong được tìm được người hợp thì để kết duyên. Chị thấy như em trai bên này thì chị thấy là cũng chững chạc, giống như Thủy cũng đưa ra cái tiêu chí thì chị thấy cũng được, thì nên hai em cho nhau cơ hội để mình hẹn hò. Xin phép. Cảm ơn. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai mình đi với ai? Hôm nay em gái mình bận nên không đi được, em đi mình. Đi mình không sao, có anh Quyền Linh. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ để hai bên gặp mặt trao đổi đi. Thoải mái lên anh gái nha, giống như mình ngủ cà phê thôi. Có gì có anh Linh với chị Lan ngồi đây. Thoải mái lên, cười rất là xinh luôn đó. À, mở rào. Trời, hôm nay anh tới có bao hồ không bạn? Cảm ơn. Em có muốn quà tặng. Cảm ơn em. Thôi giờ đứng đó hát gì cho nó vui vui, hai người ngại ngùng quá. Bây giờ nào, trai hát gì cho nó vui vui coi nào. Tặng em gái một bài đi. Em xin phép hát một đoạn ạ. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh đắm, chờ một ngày trong năm. Đưa tay em đắm hay đưa tay em nắm? Hát rõ lên coi nào, 2, 3. Em ơi anh thương anh lắm, tay đâu đưa đây em nắm. Một câu vậy thôi à. Em gái hát bài gì đi em gái? Em không biết hát. Không biết hát hả? Đầu tiên nè, em thấy bạn gái sao? Nhìn bạn gái nói. Gặp bạn gái em thấy bạn gái rất là dễ thương. Nhưng mà em do em hơi rung quá, em không biết nói sao. Rung quá đúng không? Nắm tay cho đỡ rung nè. Đó, đó. Nắm tay rồi thấy sao nè? Nắm tay ngồi đứng xỉu trên sân khấu luôn á. Hai mà. Bạn còn là không chừng xỉu luôn á. Còn rung không? Hết rung rồi. Hết rung rồi đúng không? Bạn gái còn rung không? Dạ con nè. Còn rung hả? Em thấy anh trai sao nè? Dạ nó chững chạc. Nhìn thẳng thôi đó, không dám nhìn nhau sao cảm nhận được đúng không? Rung quá. Rung quá. Nắm tay thấy sao? Tại bạn gái rất là ấm, mềm mại. Tay bạn trai sao? Dạ lạnh. Tại rung quá, tại rung. Bên đây à, bên đây có đồng tiền điếu nè, bên đây có 2 đồng tiền sâu hóng luôn. Hai bạn rất là đẹp đôi. Có cảm xúc về chút xíu thôi, mình về ghế ngồi cho bình tĩnh lại nào. Các bạn cứ thoải mái lên để trao đổi với nhau. Anh cân nghe bạn Thủy nói là bạn Thủy ở Đồng Nai hả? Bạn Thủy làm việc hiện tại làm việc ở đâu? Em đến từ Đồng Nai nhưng mà em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À, về thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em ở quận 2. À, quận 2. Quận 2 là từ Thủ Đức qua quận 2 cũng gần. Anh thì anh ở Thủ Đức nhưng mà anh làm ở Bình Dương, ở với V-Ship 1 á. Từ Thủ Đức lên đó khoảng 15 cây à. Nói chung là hôm nay đến chương trình này cũng là cái duyên được gặp Thủy. Lên đây thì ta xác định là rất là nghiêm túc. Nếu mà được thì mình cho nhau cơ hội. Nói chung là nghe chương trình thông báo là bữa nay đi ghi hình tới giờ
Nói chung là mở chương trình bỏng hàng hò lên coi để cho lấy kinh nghiệm, để tiếp xúc nói chuyện, nhưng mà cuối cùng không có nói được gì hết. Lên gặp luôn á, lần đầu tiên đứng trước đám đông gặp hai MC Quyền Linh với Ngọc Lan rất là dễ thương, dễ mến, nên hơi bỡ ngỡ một xíu. Hỏi đi, em gái nè, em thấy anh sao rồi? Em có rảnh lúc nào anh đó anh đi chơi? Như mình hẹn hò thì nếu mà em rảnh thứ bảy chủ nhật không? Hay là như thế nào? Dạ em rảnh. À, như đặc biệt công việc của em là làm ca. Làm ca nên nhiều lúc thứ bảy chủ nhật người ta nghỉ, còn anh đi làm. Còn nhiều lúc thứ hai, thứ ba là người ta đi làm là anh nghỉ. Công việc của bạn nam là gì mà dạ. Làm giờ giấc cũng nghịch quá vậy? Công việc của em là đi ca chị. Làm việc mà làm việc theo ca, 3 ca 4 kiếp là cái gì? Nên làm cứ làm 6 ngày ốp 2 ngày chị. Nên không có thời gian nghỉ cố định, không có làm giờ hành chính. Nghỉ thứ bảy chủ nhật được. Em thì làm giờ hành chính. Và thường thì em nghỉ cuối tuần. Nghỉ cuối tuần nếu mà làm ca, nếu mà làm ca đêm hoặc là ca sáng thì anh có thể sắp xếp nghỉ mình hẹn hò đi chơi với nhau được. Dạ, dạ được ạ. Em có thể sắp xếp công việc của em ạ. Mấy Thủy nó Thủy làm gì vậy? Em là nhân viên kinh doanh và bán hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ạ. Còn bạn trai? Em mà làm bên nhân viên bằng ngành máy là công ty Kimberly Glass, chuyên sản xuất về tả giấy em bé hết ghi với lại băng vệ sinh của Tết. Nhưng nhiệm vụ cụ thể của em là gì? Nhiệm vụ cụ thể của em là kiểm soát chất lượng đầu ra. Nói chung là sản phẩm ra đạt yêu cầu hay không, tốt hay xấu hay như thế nào, đến tay chị em phụ nữ dùng là chất lượng hay không là do em quyết định. Quan trọng lắm nha. Nhìn như vậy sao? Chắc là em hiểu phụ nữ lắm đúng không? Dạ, nói chung là lúc đầu thì công việc của em thì em rất là bỡ ngỡ và rất là ngại. Nhưng mà bây giờ đó vì công việc của em là em vô em làm tiếp xúc với môi trường làm trong công ty thì thì đã qua đào tạo thì nói chung là em đã hiểu được tầm quan trọng của sản phẩm là như thế nào đến tay người tiêu dùng. Nhưng hỏi em kinh nghiệm sao biết cái băng vệ sinh nó tốt vậy? Dạ, mình nói cái tả đi, mình nói người ta cũng có làm về tả rồi mình nói cái tả em bé. Ta đang làm cụ thể là băng vệ sinh luôn. Tôi hỏi đây nữa tôi mua cho tôi cũng kiểm tra băng vệ sinh tôi mua cho vợ con tôi chứ gì đâu. Trong công truyền kinh nghiệm cho anh. Mình nhìn sao thấy băng vệ sinh nó tốt? Là do mình trong người trong nghề biết dùng ngoài thì nó quen dùng thấy chất lượng sản phẩm nó tốt hay xấu là nhìn sao. Hồi trong đại dịch đó mấy xóm chị em bị Covid bị văng dây đó. Không, nhờ thì tôi đi mua băng vệ sinh. Tôi mua về mấy cổ chê nó nói Quỳnh Linh không biết mua băng vệ sinh, mua băng gì đâu mà nhỏ quá. Không đúng sai. Nó nhỏ đó là dùng cho ban đêm. Nhỏ nào mà dùng ban đêm? Nhỏ. Miếng nhỏ là dùng cho ban đêm, còn miếng mà băng vệ sinh có sai không? Dạ có anh. Vậy mà đó có, giờ tôi tưởng có nhiều tôi, loại anh. Tôi gom tụ tôi mua hàng chi mấy cổ mấy chị mấy em mấy cô đấy Quỳnh Linh không biết mua không đúng sai. Đó không hỏi sai gì. Tôi là dịch là tôi chùm mua băng vệ sinh cho các chị em phụ nữ với bác sĩ trên tuyến tuyến đầu. Ngoài luôn nó không mua đúng, mua sai tràng là sai gì. Trời chắc do mua loại nhỏ quá. Không có ai mà sai tràng nữa đó. Ai biết tôi thấy trong tràng thì có chứ không ai mà có cái sai tràng nữa đó. Ai biết. Tôi thấy mấy chị mấy cô chê tôi quá tôi mới hỏi chị tôi kiểm tra cái đó giùm nha. Dạ có băng gì cái gì có dịp nào thì em sẽ tư vấn cho anh Linh nhiều loại nhiều size nhiều kích cỡ mỏng có dài có như thế nào thì em là người mỏng tốt hay dày tốt nói chung là tùy trường hợp anh. Với sự mỏng thì dành cho những người mà hoa hậu bikini này kia là dùng mỏng. Nhiều loại lắm, thôi đừng hỏi ở trên đây mất thời gian của đôi trẻ. Nhiều loại lắm. Dành cho vận động viên nè, rồi người mẫu bikini nè, rồi người lớn tuổi nè, mới dậy thì nè. Dùng cho những em gái tuổi tinh rồi. Tại nhà tôi gái không à, tôi đôi khi tôi đi mua tôi không biết vậy thôi. Còn chút chỉ riêng nha. Mày cũng phải học chứ. Nói chung là cô gái của chúng ta là từ giờ trở đi là an tâm về vấn đề phụ nữ rồi đó. Có người lo rồi. Ai, xin lỗi mất thời gian chút nha. Thôi hai đứa nói tiếp đi.
Đặc điểm công việc của anh như thế vậy, em có ngại không? Dạ không ạ. Nói chung là công việc nào cũng công việc, nói chung đôi lúc sợ như thì anh tiếp xúc nhiều thì anh thấy anh quen. Đối với người ngoài thì dồn vô thì cứ nghĩ là à, cái đó không tốt hay là cái đó gớm hay này kia. Nói chung không ai nghĩ gì đâu em ơi. Không ai nghĩ gì đâu. Người ta còn cảm ơn em nữa. Gì đâu. Em lo cho phụ nữ tốt đẹp gì đó chứ có gì đâu nghĩ gì em. Thôi giờ vô chuyện nè. Bây giờ là hỏi thử coi bạn gái định chừng nào kết hôn được đi. Nếu như mình chính thức hẹn nhỏ nhau thì em tính khi nào mình đến tiến tới hôn nhân? Nếu được trong năm nay thì càng tốt ạ. Trời ơi. Theo anh cũng vậy. Mà mình tìm hiểu cảm thấy hợp thì mình làm liền, đừng có để dây dưa ra nhiều người, cũng dây dưa ra lâu dài mà cuối cùng không được đến được với nhau. Đúng rồi. Tìm hiểu gần 1-2 tháng cảm thấy ok hợp thì mình tiến tới hôn nhân. Em hỏi quan điểm hôn nhân của bạn gái thế nào cho em biết đi. Quan điểm hôn nhân của em thì đối với em thì quan điểm hôn nhân như thế nào? Em là một người lúc nào cũng hướng về gia đình. Cũng giống anh cũng hướng về gia đình. Nói chung là anh cũng mong muốn người phụ nữ vợ mình sau này muốn biết thương yêu chồng con là được, biết ngồi tự đảm đang chút xíu là được. Chứ đối với anh tiêu chuẩn không cao quá đâu. Anh thì cũng biết nấu ăn được chút ít, do tại vì nhà anh cũng có buôn bán hủ tiếu gõ này kia, em cũng học được ba mẹ cũng nhiều, với lại được anh sinh ra ở quê ở về miền Trung, nói chung cuộc sống cũng lông lũ vất vả nên mấy cái công việc nội trợ hay này kia anh cũng biết làm, cũng phụ giúp được gia đình. Dạ, quan trọng là hai người sắp xếp được thời gian cho nhau ạ. Giờ hai đứa lớn tuổi rồi đó, hỏi thích con trai con gái để liền đi nha. Đối với anh thì anh trai gái không quan trọng, con là do trời cho thôi, trai cũng được mà gái cũng được, không quan trọng điều đó. Còn đối với em thì như thế nào? Em cũng vậy. Nhưng mà em có một câu hỏi. Đó là ví dụ như là giữa hai người đang cùng nói chuyện về một vấn đề, nhưng mà ý kiến nó không tương đồng. Tính em thì ví dụ như là đã quyết định chuyện gì ấy, là hay muốn tìm kiếm sự đồng thuận. Thì trong trường hợp đấy như thế nào ạ? Nếu như mà ý kiến của em anh thấy đúng thì ok, anh sẽ thể quyết định những quyết định cho em. Còn nếu mà anh cảm thấy chưa đúng lắm mà em cương quyết như vậy á, thì anh để đó, từ từ 1-2 ngày sau thì anh sẽ nói chuyện đó lại với em sau và bàn lại với em có thể nghe và thay đổi được suy nghĩ của mình không? Liệu có khi nào anh áp đặt suy nghĩ của anh cho em không? Không, anh không có áp đặt, anh không có tính gia trưởng này kia, anh không có áp đặt. Dạ. Nói chung là anh tôn trọng hai người với nhau, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nói chung là thống nhất quan điểm nhau chứ còn không áp đặt, ý là trụ cầu khay nắp nhà gia đình gì đó mà áp đặt cho người kia thì anh không có tính đó. Dạ vâng, em chỉ hỏi vậy thôi ạ. À. Về quản lý tiền bạc thì như thế nào, hai bên bàn luôn đi. Về quản lý tiền bạc thì đối với anh thì nếu mà em quản lý tài chính tốt thì anh xứ làm lương tháng 10 triệu thì anh giữ lại 1-2 triệu để đi đường xá đổ xăng ăn sáng này kia, còn là đưa cho em quản lý để lo cuộc sống gia đình và con kiến mình sau này. Nhiều quá, giữ lại tới 2 triệu nhiều. Nhiều đâu mà nhiều, 10 triệu thì giữ có 2 triệu mà nhiều. Mấy cô cứ giữ hết không à. Tôi thì phải 3 triệu luôn á. Thời buổi này xăng cổ nó lên rồi, ăn uống nó cũng lên rồi. 500 thôi. Trời ơi. 500 đi lượm dây chai thêm để sống hả? Vừa phải thôi Ngọc Lan. Ăn cơm vợ nấu cơm rồi đem theo cho ăn, rồi cà phê vợ nhà. Nhất phải 20-30% chứ đúng không? Rồi bây giờ một cái cuối cùng nè để người ta quyết định nè. Theo em thì mình lấy vợ về mình ở đâu? Phát triển kinh tế thế nào? Làm gì? Nói cho bạn gái nghe đi. Đối với anh thì nếu mà ở đâu cũng không quan trọng, miễn sao tạo điều kiện tốt nhất cho mình làm việc. Như em làm việc thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng làm việc ở Bình Dương, thì mình sau này mình nhận định có tiền cắt nhà gì đó ở
thành phố Hồ Chí Minh để tiện đường mình đi làm. Chứ còn anh cũng không áp đặt là phải về làm dâu hay là ba mẹ rất là dễ. Không có áp đặt nàng dâu thì không bác em về. Ngon lành. Hiện tại ba mẹ hai bác ở đâu ạ? À, ba mẹ anh hiện tại ở quê Phú Yên. Quảng Ngãi. À, Quảng Ngãi chứ. À. Buôn bán Thủ Đức luôn, nhưng mà ba mẹ anh mới về quê và bữa nó vô cũng... Tức là nhà đó nhà của ba mẹ đúng không? Dạ. Ba mẹ buôn bán ở đó luôn. Dạ. Buôn bán gì? Dạ, ba mẹ buôn bán hủ tiếu gõ. À, bán hủ tiếu trước cửa nhà luôn hả? Dạ. À, rồi ví dụ như bây giờ lấy nhau, bạn này thiếu ba mẹ vô trở lại thì bạn này phải làm dâu không? Dạ, nếu mà ấy thì phụ nữ cảm thấy làm dâu thoải mái ok thì làm dâu chừng 1-2 ngày hoặc là làm dâu thì làm dâu 1-2 ngày không? Ý là ý chú Linh hỏi là lấy nhau xong rồi hai vợ chồng ở chung với ba mẹ hay là định hướng là sẽ ở riêng? Định hướng là ở riêng chứ không có ở chung với ba mẹ. Thật ra là Bình Dương á, có cái miếng đất nào á gần đó thì Bình Dương giờ cũng có một số nơi là mình hai chồng có thể gom góp mua miếng đất được, nó cũng không phải cao lắm. Dạ. Ha? Dạ. Có định hướng vậy không? Dạ có. Đó phải định hướng vậy để cho nhà gái ta yên tâm. Nhà gái ông mà mình không định hướng nhà gái ta cũng rối à. Dạ, nói sao em? Dạ được ạ. Cái mặt nhà gái thấy thương quá, tôi cũng nhìn hoài luôn á trời. Cô gái có duyên mà hiền khô à. Bây giờ nè, em lại em nói hết cái suy nghĩ của mình nè. Trời. Làm sao mà hôm nay đem được người ta về nha, không thôi là mất đó nha. Đó bây giờ nói nè, là lên hình em, là biết bao nhiêu em người. Nói cái gì em nói tận đáy lòng của mình mong muốn điều gì và cho người ta thấy một cái tương lai tươi sáng, cho ta thấy rằng mình là trụ cột vững chắc để cô gái này tự tin mà bấm nút đó, quan trọng là cho em đó. Đến cái chương trình này cũng là một cái duyên nợ nên hy vọng là em cho anh cơ hội. Anh ra đến chương trình này rất là nghiêm túc, sau này anh sẽ bù đắp lại cảm cho em nhiều mà anh hứa sẽ không phụ lòng em. Dạ, em đôi lúc trong cuộc sống thì không thoát khỏi xích mích, nhưng mà đôi chút nào đó thôi thì mình lại vui vẻ hòa đồng với nhau. Hứa đi làm về em sẽ về sớm. Còn vợ càm ràm cũng cự nợ công việc đó. Thì anh làm thì anh không biết nhậu, không có thuốc này kia thì em yên tâm vấn đề đó. Anh không có tính, anh không có lăng nhăng, tính anh rất là trung tình. Anh rút kinh nghiệm từ mối tình trước này, anh sẽ không lặp lại vết xe đổ rồi nữa, và sẽ bù đắp cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi trở về vị trí các bạn, để tay vào nút bấm đi. Đã lúc tôi đã quyết định rồi đó, để ta nút bấm đi. Tất cả những gì mình nói nó còn mãi trên truyền hình, tất cả những lời hứa của mình khán giả không bao giờ quên cả. Lúc nào mà bạn ấy làm sai là nói em mở đúng cái đoạn đó đưa cho bạn ấy xem. Chúng tôi muốn nói tất cả những điều đó trên truyền hình là như vậy. Chúng ta đang đối diện với hàng chục triệu khán giả, đang đối diện với người thân bạn bè của mình. Chính vì thế những lời nói trên truyền hình nó hết sức là quan trọng ha. Chúng ta nói gì ta phải giữ lời như vậy. Và ngày hôm nay tất cả những gì nói mình đã nói hết rồi. Quan trọng là em gái, em suy nghĩ xem đây có phải là một nửa mà mình đang hướng tới hay không. Những lời nói nãy giờ mình có cảm nhận được không, có rung động hay không. Nếu tất cả đều có chúng ta bấm nút ngay, còn nếu không chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Các bạn có quyền không bấm nút, chúng tôi không khuyến khích. Chỉ khi nào trái tim của bạn rung động thực sự chúng ta hãy bấm. Nào, cá nhân Ngọc Lan thì rất muốn hai bạn này bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng, chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Không phải bắt tay. Nắm tay đan tay như vậy nè. Anh nói anh trai nghe nha. Một cô gái rất là hiền lành, chất phát, thật thà. Thật ra đây là người có thể ở phía sau lo gia đình, lo tất cả mọi thứ cho em đó. Em làm sao có thể là trụ cột để lo lắng cho gia đình là được rồi. Nhớ cái lỗi của mình là đi về trễ,
vợ càm ràm càng nhằn là cự nữ lại. Cái này mình rút kinh nghiệm bỏ qua nha, không có vướng phải nữa. Như vậy là được rồi. Anh thấy em cũng dễ thương, cũng hiền lành luôn. Cảm giác của em giờ sao nè? Lúc trước khi đi ghi hình em rất là hồi hộp, bây giờ được bằng nữ đồng ý nhận lời hẹn hò thì em rất là vui. Rất là vui đúng không? Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai em đã kết nối được với nhau. Hy vọng rằng tất cả những gì chúng ta nói tới giờ chúng ta phải thực hiện cho nó đúng. Và mong rằng hai đứa sớm sẽ hiểu nhau, yêu nhau và về chung một nhà nha. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Mỗi lần tới cái khúc này nhưng mà chú Linh kỳ lắm. Mình trao nhau một cái nụ hôn đầu tiên ở trên sân khấu này nè. Đấy. Đúng ngay cái má lúc đồng tiền đó. Anh xin phép được hôn em một cái. Thơm không? Tóc thơm quá à. Tóc thơm, khung má còn thơm hơn. Không có đồng tiền. Cái đồng tiền đó nó tụ mùi thơm ở trong đó đó, trong cái sâu hoắm ở trong đó đó. Nhớ nha, làm sao hung được cái đồng tiền đó đó nha. Dạ.